Tối ngày 18 tháng 4, nguồn tin cho biết cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở thành phố Hội An và xác định ban đầu là do mâu thuẫn gia đình, người chồng chính là chủ tự đốt nhà mình. Theo đó, Phòng chống chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo vụ cháy tại thành phố Hội An. Theo đó, vào lúc 12 giờ cùng ngày, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quảng Nam nhận được thông tin từ trực ban đơn vị có cháy xảy ra tại nhà ở của ông Đỗ Văn Tê, địa chỉ tổ 7, thôn Tràng Suối, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ. Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay lập tức sử dụng 3 búa tạ phá dỡ cổng, phá dỡ cửa chính, sử dụng thang 2 tiếp cận phá dỡ các cửa sổ kính tầng 2 để thoát khói và triển khai đội hình 3 lăng bê vừa phun nước vào đám cháy, vừa phun nước chống cháy lan sang hai nhà dân bên cạnh. Đồng thời lúc đó triển khai tổ trinh sát gồm 3 đồng chí mang mặt nạ cách ly, đèn pin v.v. phối hợp tìm kiếm người bị nạn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận đám cháy, phun nước khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. May mắn là vụ cháy không có ai bị thương. Căn cứ biên bản làm việc của Công an thành phố Hội An về nội dung sự việc xảy ra cháy nhà của ông Đỗ Văn Tê, xác định vụ cháy nhà ở của ông Đỗ Văn Tê có nguyên nhân cháy do mâu thuẫn gia đình. Ông Đỗ Văn Tê là chủ nhà đã tự đốt gây cháy, báo cáo nêu rõ.